Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay em quay lại với các bạn trong một video clip mới. Video clip ngày hôm nay thì An cũng xin chia sẻ ngắn gọn về một số cái sự việc. Thì vào khoảng ở những năm về trước và trước khi xảy ra cái vụ mà có cái dịch Covid-19, thì cái cuộc sống của An nó vẫn bình thường và cũng chả có cái gì gọi là nó quá là nổi bật. Và có một cái điều mà An luôn bận tâm, đó chính là luôn luôn đi đến tất cả mọi nơi. Và những người đồng nghiệp, nhân viên, thậm chí khi các bạn làm trong một cái môi trường như thế nào đi chăng nữa, thì các bạn cũng sẽ có được một số người sẽ thích và yêu thương bạn, và cũng sẽ có một số người không thích và sẽ tỏ vẻ ra là rất là ganh ghét bạn. Thì cái lúc đó An thực sự ra là An rất rất để ý đến những cái lời nói và những cái thứ tiêu cực đến từ mọi người. Và cái tiêu cực đó là như thế nào, là An luôn suy nghĩ là họ sẽ nói gì về mình. Và khi nhận được một cái câu nói hoặc là một cái lời nói từ một người khác, khi họ đánh giá và chia sẻ về mình, An như thế này và An như thế kia, thì thực sự ra cái thời gian An bỏ ra để An suy nghĩ về những cái sự việc đó nó còn nhiều hơn. Và cái cảm giác như An bị một cái gì đó gọi là bị phân tâm và luôn luôn suy nghĩ về những việc mà người ta sẽ đánh giá về mình, và đặt hết những cái lý trí và những cái suy nghĩ của mình về những cái sự việc mà của những người đó, và những người gọi thật sự ra đôi khi họ cũng chả có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của mình và của cái sự việc, cái công việc của mình, nhưng mà mình vẫn phải suy nghĩ. Và cho đến một ngày nào đó, và đến thực sự ra sau những cái ngày giãn cách tại nhà như thời gian vừa qua, thì An lại cảm nhận được và An lại suy nghĩ được một cái vấn đề của họ suy nghĩ về mình như thế nào. Thì cái đó là cái suy nghĩ của họ. Bây giờ An có bận tâm về những cái vấn đề của họ suy nghĩ đi chăng nữa, thì cái sự việc đó nó vẫn diễn ra như nó được diễn ra, chứ nó chả có cái gì thay đổi hết. Và khi họ đã suy nghĩ về mình và họ đặt cái suy nghĩ đó cho mình rồi, thì bây giờ mình có cố gắng giải thích, mà mình có dành cái thời gian ra mình đi giải thích cho họ, thì mình có được họ tiếp nhận những cái sự giải thích của mình và những cái suy nghĩ của mình muốn dành cho họ. Thực sự ra, thay vì các bạn bỏ cái thời gian ra để chúng ta suy nghĩ về những sự việc mà họ nghĩ về mình, thì chúng ta nên suy nghĩ về một cái hướng khác. Tôi suy nghĩ về làm sao tôi có sự nghiệp tốt hơn, làm sao tôi có một cái tài chính vững vàng, lo cho cha mẹ tôi, lo cho vợ con tôi, và lo cho, thậm chí lo cho bản thân của mình. Thì đó là những cái suy nghĩ tốt hơn. Tại vì thực sự ra mình không thể nào mình sống vừa lòng được với tất cả mọi người, thậm chí luôn là cả bản thân của chúng ta. Chúng ta còn nhiều khi không thể nào hiểu được. Và cái đó gọi là cái cảm nhận. Cho nên khi các bạn bước chân ra một cái thế giới của các bạn, thì sẽ có một số người, An chỉ nói đây là một số người, họ sẽ trùng cái tần số với các bạn, thì họ sẽ thích bạn và họ sẽ mến bạn và chơi với bạn. Nhưng sẽ có một số người và một số cái hạn chế ở đây là, và là sẽ có một số những người khác họ sẽ lệch tần số với các bạn, và họ sẽ cho các bạn những cái lời nói thôi, chúng ta hãy tạm gác những cái vấn đề nó qua một bên,
và chúng ta lo. Cái đầu tiên bây giờ là lo về bản thân của các bạn trước, lo về sự nghiệp, công việc. Thì đây là những cái suy nghĩ của chính An và cái cảm nhận và những cái đúc kết được trong cuộc sống. Và An chia sẻ lên đây mong mang tính chất là chúng ta cùng nhau tham khảo và chúng ta cùng nhau hiểu về cái sự việc này. Và cái cuối cùng là An muốn đúc kết lại, mình không thể nào mình sống mà vừa lòng hết tất cả mọi người. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ một cái gì đó nó tích cực và nó thiên về cái hài hòa. Và tại vì thực sự ra công cuộc sống này á, chỉ có tính chất tương đối chứ không bao giờ có tính chất tuyệt đối. Và cái chia sẻ của An cũng xin phép dừng tại đây. Và các bạn có thể nêu cái cảm nhận của các bạn về cái bài chia sẻ của An ngày hôm nay như thế nào bên dưới phần bình luận nha. Nếu có yêu quý An thì hãy cho An một like và nút đăng ký kênh để ủng hộ cho An trong thời gian sắp tới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.